và chào mọi người nhé. Hôm nay thì Hà quay lại bãi biển Hải Hòa mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy hôm trước Hà qua đây mua hải sản ấy, đường còn chưa làm nữa, chưa làm xong cơ. Bây giờ thì thay đổi rất là nhiều rồi. Các dặn dừa cũng như là vỉa hè lát đá hết, đường thì rộng này. Và các khách sạn cũng mọc lên và các quán ăn mọc lên chi chít luôn. Nhìn không nghĩ là đây là bãi biển Hải Hòa của tỉnh Gia Thanh Hóa nữa, mà như kiểu mô hình của Cửa Lò hay là của Sầm Sơn ấy, rất là phát triển mọi người ạ. Thì hôm nay quay lại đây cũng khá bất ngờ và nhìn thấy rất là quy mô luôn. Trước đây thì bãi biển này nó tự phát nhỏ thôi, cách đây khoảng 5-6 năm thì Hà có qua đây thì nhỏ thôi, những quán ăn cóc thôi. Thì bây giờ về quay lại thì không thể nhận ra nữa. Mà cách đây có hơn tháng Hà quay lại thì đường này cũng chưa làm xong cơ. Thì bây giờ đã nhìn thấy rất là quy mô rồi. Bây giờ Hà sẽ đi một vòng nhé, để xem có quán hải sản nào ngon ngon thì ghé vào ăn mọi người nhé. Nhiều quán lắm, chi chít luôn, không đến được hết đâu. Nhiều lắm, mà quán nào to luôn. Ê mọi người ơi, nhìn này, điện cao áp này, đường thì vừa mới làm xong, chắc là mấy nữa sẽ trồng thêm cây với hoa ở đây mọi người. Nhiều luôn, cái hố này chắc là trồng dừa, trồng cây đấy. Và đây thì có một cái quảng trường nữa. Rất là phát triển luôn. Giật mình đấy. Không ngờ là nhanh như thế. Biết là đang làm đường mà phát triển rồi, nhưng mà khi mà quay lại thì không ngờ là phát triển nhanh như thế. Các quán hàng là bắt đầu là đang sửa sang và dựng lại, mọc lại. Sát vào biển nhất mọi người. Quán rất là đẹp, quán lá mát như điều hòa luôn. Đây thì có một cái sân trước đây thì không có đâu, mới làm đó. Quán này Hà cũng vào 1-2 lần. Đẹp này. Buổi chiều ngồi đây du dương, buổi chiều tắm mát này. Tắm mát lên tắm trắng, ăn hải sản bia. Đây mọi người, ngao to chưa? Ngao giấy mọi người, đây là ngao giấy. Đây là vẹt này. Ở đây là tôm này. Vẹ này. Ở đây hải sản thì khá rẻ thôi. Ông lương to này cũng có 800 một cân này. To như này mà 800 một cân. Về về cũng nhiều trứng lắm, nhưng mà con về về này nhỏ lắm. À thì gọi cá vượt hấp mọi người. Cá vượt hấp với cả canh cao các kiểu thôi. Thì về về với cả ông lương với cả ghẹ hôm qua ăn nhiều quá rồi. Này chán chán này, ăn cá thì ra ăn cá mọi người. Anh đang làm cá đấy, đánh vẩy luôn. Vâng, ăn cái này là nhiều rau lắm rồi. Ghẹ, ghẹ rau muống. Đám ma bà nhảy với cô hoặc là hát bolero nữa. Mời anh mọi người giới thiệu mọi người, đây là anh Hoàn. Anh Hoàn thì ở ngay gần nhà thôi. Thì hôm nay anh ấy lại thích lang thang một mình.
Và hai anh em thì lại trên đường anh đi từ Sầm Sơn ra Cần Hà, đi từ Nghệ An thì lại gặp nhau ở đúng bãi biển Hải Hòa luôn. Anh em ngồi uống bia mọi người ạ. Ok, mời anh em nha. Mời mọi người nha. Cá vược em hấp bia rồi anh ạ. Hấp xì dầu thì mình ngăn nhiều đúng không? Đúng rồi. Từ cá tươi mình hấp đơn giản thôi. Nguyên cái vẹm này là vẹm xanh này. Vẹm xanh. Vẹm xanh là ngon đấy, còn tươi. Vâng. Vẹm này em đi trên cầm em tự bắt được luôn. Nhiều lắm. Ra đảo xong là họ đang nó hay đậu vào những cái lưới mà người ta nuôi hải sản ấy. Nhiều vô kể luôn. Mời anh nhé. Ok, mời mọi người. Đây phải có cái đặc sản Thanh Hóa là cái rau má này. Rau má. Chèm trước thì đã. Dạ ăn hay lắm. Chuẩn. Cái gì nhỉ? Bộ đồ chấm này là mình chưa mang ra nên tên mà. Vâng. Đang mang ra nhỉ. Các bạn xin đang xin tí xịt mù mù tạt. Cái đồ này đồ biển thì nó cũng sạch anh nhỉ. Đấy là bỏ ra. Tức dùng đi tức rồi. Anh xin. Tín đồ mù tạt. Cho một tí ăn cho hơi sốc sốc một tí. Con vẹm này rất ngọt nhé. Ngọt mà anh. Nhiều khi mình cứ tu hài hay là ngao ngán cái thứ nhỉ. Vâng. Nhưng mà ít khi là cái ăn con này. Con này trông nó gần giống như con sò mai. Giống, vâng, giống con sò vẹm. Có cái sò gọi là sò mai nó cũng to như bàn tay. Vâng. Đây con vẹm đây mọi người, vẹm xanh này. Ăn rất là ngọt nhé. Con này nó cũng phổ biến đấy anh ạ. Nó phát triển nhiều lắm. Ở biển em ra trên cầm ấy, anh dẫn em ra cái đảo ấy. Họ nuôi trồng thủy sản ở đấy mà nó đậu đầy trên cái lưới luôn. Bắt em ấy, chắc nếu mà chỉ cần ra nhặt một tí thôi thì cũng đã gấp mấy lần chỗ này được. Cũng hay lắm. Đây là ghẹ nấu rau muống. Cái nấu rau muống là cực kỳ là hợp với mọi người. Thực ra cái món này là đâu đấy mới chỉ được khoảng chục năm trở lại đây. Vâng. Anh mới thấy ăn còn 10 năm trước anh thấy ít lắm. Vâng. Tức là có thể là đến cái thời điểm nào đấy người ta lại hạn chế ra thêm cái kiểu chế biến. Vâng. Thế bởi vì là mình là cũng là dân đi ăn nhiều mà cũng nhiều năm rồi. Vâng. Thế là mình thấy là cách đây khoảng hơn chục năm là cái món này chưa có cái món này là bắt đầu ăn món này và thực sự nó đã hợp thật, nó hợp rất ngon, kể cả cua biển thì anh nấu lẩu nhưng mà cho thì rau muống vào nó cũng hợp. Nó rất là ngọt, nó mát. Anh dùng đi, dùng đi anh, em dùng đi. Được, anh thử ăn cá. Em thử cá này, cá vược mọi người ạ. Đừng bỏ phí cái da này nhé, ngon lắm đấy mọi người nhé. Cá này rất là mềm và thơm thịt. Đôi lúc mình ăn cá xong cá mú nhiều. Cá xong thì nó thịt nó chắc hơn và nó thành thớ hơn. Nhưng mà cá này ăn thì nó lại mềm và dẻo hơn. Thơm thịt. Thịt nước trắng và cái độ dai. Vâng. Quán thì bảo là cá này chắc là giòn cháo hơi bé nhỉ, gọi thịt cá rất là ngon mọi người. Đây mọi người có thể là thịt nó rất là trắng. Thịt thơm cực kỳ luôn, thơm lắm.
thơm thịt ạ. Thử cái nước không, nước vẹn xem nào. Thơm không? Này thịt thơm mà dai. Vâng. Thịt này thì mình nha. Cái này nấu canh chua để cũng hết sảy đấy. Tức dừng cá đi. Con này được cái đầu nó nhỏ nhỉ. Thịt nhiều. Thịt nhiều. Thịt nhiều. Đây, miếng cá to. Trắng nhìn chắc á. Chấm tí nước hải sản cho ngập vào. Mời cả nhà nhá. Thức thưởng thức đặc sản của Thanh Hóa đi. Cao má. Con ăn được cái có cái nước chấm hải sản ngon. Chua chua cay cay. Nhột nhột. Có hai loại, một loại xanh, một loại đỏ. Người quán này thì nó có loại đỏ. Cái nước này em làm được. Rồi, em hôm nào chắc chia sẻ với mọi người về công thức làm cái nước này. Chấm hải sản. Đấy, hôm qua cũng ăn tôm tích rang muối bề bề đấy mọi người. Đây này, rang muối. Anh Hoàn dùng đi, anh Hoàn đây. Dùng đi, mọi người dùng. Ghẹ đây cũng chưa thấy ai ăn này. Chưa, 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 anh, ăn mạnh đi. Anh dùng đi. Bạn Thùy ăn đi. Ăn chứ. Con này có vẻ là không chắc bằng cái con ghẹ. Đây con này. À. Em ơi, cho những... Anh ăn dùng đi. Rau muống ngon quá, thành ra là cứ nãy giờ anh em mình toàn ăn rau muống. Đây, em thì là người càng này. Đây con này thì có vẻ ổn hơn. Con này có trứng đấy, có gạch đấy. Đưa, đưa. Em xin. Mỗi người một con cho nó nóng luôn. Vâng, vâng. Một người một phần. Vâng. Anh kệ em. Đây. Vâng, em xin. Con ghẹ ở đây cũng chắc đấy. Đây, có trong con gạch. Ghẹ của Hải Hòa nổi tiếng là rẻ, đi rất là nhiều rồi, nhưng mà khu vực này ghẹ cua ghẹ hải sản rẻ mọi người. Công nhận là hợp cái mùi rau muống nhỉ. Ừ, ngọt lừ. Ngọt lừ luôn mọi người. Rồi mình quyết định là về Hà Nội mình toàn ăn ghẹ, là mua làm mớ rau muống nấu canh này ngon. Gia đình mình thì cần làm một con thôi. Vâng. Làm con làm được tô canh cho muốn ngon thôi. Cái con ghẹ con cua nó có cái thú là cứ mút mát nhỉ, cái chân cái cảng. Mút mát cái chân cái cảng uống bia. Dạng này khỏi phải dùng tẹp luôn. Cái vỏ nó mềm. Vỏ nó mềm, nó mỏng đấy. À, vỏ nó mỏng, quên. Dùng cái từ là vỏ mỏng. Hôm trước anh làm hai con, một con xanh, một con hoa ở Tiên Trang. Con nào cũng trứng, coi như là cái gạch nó gọi là đầy đầy luôn. Đầy phun gạch luôn đấy. Ừ, ngon hết. Gạ hợp với rau muống, công nhận. Đây gạch nha mọi người này, trứng ấy. Trứng nó thơm. Ghẹ xanh với ghẹ đỏ nó khác nhau anh nhỉ? Ta vẫn quan niệm là ghẹ xanh thì ngon hơn. Vâng, cũng là anh thì thấy là nó cũng tùy, có con thì xanh thì ngon hơn, nhưng mà con hoa thì ngon hơn. Vâng. Con hoa mà nó chắc mà gạch nó đẩy lên như này thì là ngon hơn. Vâng, đây có gạch nha mọi người. Con gà xanh thì thường thì cái thịt nó có vẻ nó dai hơn,
Vẫn càng nó dài hơn nhỉ, càng nhãn xanh nó dài. Ăn này sướng thật đấy. Uống bia à? Em thích kiểu này, chấm 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 trong mút hút này, mút ba. À. Con được uống ly bia mà ngắm ra biển thì tuyệt vời. Ừ. Rồi, rượu dương à. Còn nước luôn. Anh em ở khu vực Pháp Vân, Hoàng Liệt, Linh Đường đấy là anh quen nhiều. Còn anh em. Vâng. Review cho mọi người con bé bé nhé. Cho anh Hoàn em dùng trước nhé. Ừ, em dùng. Em con nào có trứng. Chặt. Nguyên cục thịt luôn. À, tí. Nhấm nhấm tí muối. Bề bề răng muối mọi người. Mỗi loại thịt nó có cái ngon khác nhau. Thịt con bề bề thì nó lại có cái độ thơm, chắc khác nhau. Ngon đấy mọi người. Ai, ăn kiểu này đi. Bọc mua cái này thôi. Này uống bia thì hết sảy. Thịt nó nhiều lắm. Châu thơm. Ngon. Hôm nào chia sẻ mọi người công thức bề bề rang muối nhá. Rất dễ làm. Làm tại nhà luôn. Nó tiệm hải sản mình mua bề bề về cái mình làm rất nhanh luôn. À, có một món bề bề rang muối cho cả nhà ăn, con nó ăn vẹt này, nó ngọt này anh Hoàn nhé. Ngọt, ngọt, ngọt. Mà anh thấy nó cũng rất sạch nhỉ? Sạch mà, sạch. Cái đồ biển thì nó sạch không rồi. Đức thì ăn, Đức hay ăn vẹt không? Em ít. Bởi vì mình vào nhiều nhà hàng không có con này đâu. Thỉnh thoảng mới có chỗ không phải, không phải chỗ nào có con này. Nêu ngao rồi hai cùi hai kiếc thì cái nào cũng có, nhưng mà con này con này vẫn ít. Con vẹm này thì thực ra em lại vì là em hay bắt được nhiều. Thành ra là đến lắm lúc em đi em gặp em lại không mua, không gọi, nhưng mà lắm lúc là cũng ăn lại ngon. Ngon lắm mọi người. Ngọt. Nó thiên cầm thì thích là buổi sáng sớm bà con ra đi lưới về. Vâng. Mực cái nhà nhỉ. Đổ ra, đổ con gì tươi ngon. Mực. Vẹn đây mọi người. Chấm với xì dầu một tạt này. Cái là cái gói thiên cầm mà ấn tượng nhất là người ta chở một cái xe, gọi là cái xe bò ấy, người cầm hai càng để kéo này, đầy cá, tổi tôm rồi các loại, nhưng đặt lên trên cùng là con mực đấy thì nó phải dài cỡ đâu khoảng 80 phân, vâng. Con mực cũng to không đâu nhỉ, thế thì ấn tượng đấy là mình ở Thiên Cầm, con đấy thì chắc là cũng phải chục cân con mực, nhiều lúc họ bắt được những con mực to lắm này. Mực này chắc là theo anh con mực to như thế thì làm cái gì nhỉ? Nướng nhỉ?
hay phơi khô? Mực đấy thì như hôm vừa rồi bạn anh ở trong Quảng Nam gửi ra cái hôm 30 tháng 4 cũng một con mực 8 cân. Cắt khúc ra mà nó dày, có khúc nào đấy như một cái cổ tay mình, xong đặt lên than hoa để nướng. Nướng. Cho tí sa tế vào nhỉ. Cay cay. Đấy, tẩm ướp sa tế vào. Cay cay. Chốt nữa cho anh cho xem mình cắt một con mực mà nướng không biết bao nhiêu mẹ mới hết. Quá to luôn. Xong uống ngon. Ghẹ, có nước ghẹ nó ngọt. Cho tham gia với. Nhanh. Đây mọi người này, nhìn này, nhìn đến ngồi đây là bãi biển này. Về không? Về thật đấy, sướng. Và mát lắm, không có một tí quạt nào đâu mọi người. Không có quạt, không hoạt động luôn. Không có điều hòa không gì cả, nhưng mà mát lắm, không có ai ra một giọt mồ hôi nào. Mát lạnh, thỉnh thoảng là còn lạnh lạnh. Mát lạnh. Anh ăn đi. Đây nhá, em review mọi người, đây mọi người. Anh em nhường nhau nhá mọi người nhá. Đây bao tử cá này. Nét nào, nét chưa? Con này là còn một mặt nữa nhá, chưa... Sống nét này. Chưa lật. Còn một mặt nữa chưa lật. Mời mọi người nha, bao tử cá này. Bao tử vegan. Nó giòn lắm. Ngon mọi người, miếng này. Đây anh ơi, nhìn là anh em mình chỉ còn mỗi một tí cá đúng không? Nhưng mà nếu như anh em mình tiết kiệm bây giờ là anh em mình xin phép là gói mang về là tí nữa em chỉ cần dưới tí xì dầu thôi. Xong là mua thêm nửa cân bún. Đấy, xong là là ngon anh ạ. Mọi người ấy, Hà Còi với cả em Đức cũng như là bạn Thủy đây và anh Hoàn đây là vừa dùng trong hải sản. Bây giờ anh em ngồi bây giờ là đến 4 giờ chiều rồi. Từ mấy giờ anh nhỉ? Từ 11 giờ trưa. Đấy là hơn 11 giờ một chút. Đấy mà ngồi đến 4 giờ chiều vì cảnh đẹp quá mọi người. Anh em cũng dùng xong đồ rồi. Và bây giờ là khi một anh Hoàn là ra ngay khách sạn đây là ngủ luôn đúng không? Đúng. Em đi bộ ra ngủ thôi. Anh em quyết định là sẽ nghỉ ngơi lại một tí để chiều đi ra tắm biển mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video của Hà nhé. Hãy cho Hà một comment tích cực cũng như là hãy ấn đăng ký kênh Hà để theo dõi những video mới nhất nha. Xin chào mọi người ở video tiếp theo. Chào mọi người nhá.